hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, ủng hộ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, hoan nghênh việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam, tôn trọng thể chế chính trị và ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Chiều ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ gồm 7 hạ nghị sĩ do ông Jackson Smith, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Hoan nghênh việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam, tôn trọng thể chế chính trị và ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc song phương, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị các nghị sĩ ủng hộ việc Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như hàng nông, lâm, thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với thế giới, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, y tế và bền vững tài chính công. Các nghị sĩ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, duy trì bền vững các chuỗi cung ứng, khẳng định sẽ hợp tác cùng Việt Nam trong ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.